Thưa quý vị, hàng nghìn người dân Nga đã phải đi sơ tán sau khi xảy ra vụ vỡ đập ở thành phố Osk ở khu vực miền núi Ural, cách thủ đô Moscow khoảng 1.800 km về phía đông. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết là có 4.000 ngôi nhà, nơi cư ngụ của khoảng 10.000 người dân có nguy cơ ngập do vỡ đập. Bộ đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn vùng. Chính quyền địa phương đã thiết lập 6 điểm sơ tán cho người dân. Hiện khoảng 4.200 người đã được sơ tán. Theo thông tin ban đầu, vụ vỡ đập không gây thương vong. Con đập trên vốn được thiết kế để bảo vệ thành phố khỏi nước sông Ural. Đây là lần đầu tiên con đập này bị vỡ. Gần đây thì vùng núi Ural và các vùng lân cận tại Kazakhstan đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tính đến thời điểm này thì vẫn còn hơn 600 người bị mắc kẹt ở nhiều địa điểm khác nhau và 10 người khác mất tích sau trận động đất có độ lớn 7,2 tại Đài Loan, Trung Quốc 3 ngày trước. Lực lượng cứu hộ ngày hôm qua đã tìm thấy 9 người còn sống sót trong một hang động nổi tiếng có tên là đường hầm 9 khúc cua. Họ cũng tìm thấy thi thể của hai nạn nhân của trận động đất bị chôn vùi dưới những tảng đá lớn tại khu vực đường mòn đi bộ của công viên Taroko. Cho đến nay thì có hơn 80 người nước ngoài mắc kẹt đã được giải cứu sau trận động đất. 来帮我们，降下来。